Chiều ngày 14 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân về kế hoạch xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, đại diện nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân đã trình bày nội dung đề xuất kế hoạch xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang giai đoạn 2018 đến năm 2025. Theo đó, với thông điệp An Giang đầy tiềm năng với thiên nhiên an lành, phong phú, đặc sắc về sản vật đồng bằng và vùng đất tâm linh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân sẽ xây dựng bộ biểu tượng vui, slogan của tỉnh, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin, báo chí, mạng xã hội để giới thiệu hình ảnh đất và người An Giang, giới thiệu các lợi thế tiềm năng của tỉnh với du khách xa gần và các doanh nghiệp trong ngoài nước, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tỉnh.